Rồi bên này về thêm một lô máy nữa nha mọi người. Về 8 chiếc, 4 máy gặt với máy cài. Này xe 10G mới về nè. Quay tần số khung cho mọi người xem. Ngày giờ 26. Muốn 7 về thêm. 7 con. Nói đi em đang nghe mà. Không không. Con này là cái máy này chắc ta bán ta sẽ kéo nè. Hộp số nó còn mới lắm. Mà cái bánh thì nó mòn. Nó không có miếng phèn nào luôn. Dòng HB. Về thêm 2 con 105 nữa. Rồi. Đây, 5018 chạy lướt về tới rồi nha. Này 5018 Thái. Dàn xe Thái luôn.
Ok với 47 luôn. Rồi xuống hai chiếc này nó là xong rồi. Rồi chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện tại của mình. Rồi đây là kho máy hiện có của mình nha. Máy gặt DC70 mình còn rất là nhiều. Tầm khoảng chừng 50 chiếc á. Còn 105 thì mình có 3 chiếc ha. Còn 95 cũng 3-4 chiếc luôn nha. Phía sau đây là cái khu mà mình bảo dưỡng máy á. Để hồi mình quay cho mọi người xem. Đây là mấy chiếc 105 mình mới về lúc nãy nha. Máy 105. Chất lượng máy thì tùy theo mỗi chiếc nha, giá có thể dao động rất là nhiều. Thì giá bây giờ là từ 260 trở lên tới 400 ha. Đây là mấy chiếc 95, DC95 vẻ đẹp á, máy chạy lướt ha. Rất là mới, DC95. Đây là phía trước nhìn vô nè ha. Mọi người cứ vô mua máy nha. Ở đây mình ship tận nơi cho mọi người nha. Vô dù ở Lạng Sơn, Móng Cái gì cũng ship đầy đủ hết. Giao hàng miễn phí toàn quốc nha. Đây là khu vực phía trước nè. Với những cái máy cài đời mới ha. Mình nhập về. Máy đó qua sử dụng hoặc là máy chạy lướt. Máy chạy lướt là những máy chạy ít á. Rất là ít. Thế họ chạy một tuần, một tháng là họ bán liền rồi. Đây là xuồng ghe mình chuẩn bị đi giao cho khách á. Cái xuồng này. Phía sau này cũng có nhiều máy cài lắm, ví dụ như 4708 hàng lướt nè, đó. Như cái này. SB luôn ha. Còn bên này là 4508 mình mới về container đang kiểm tra lại chứ mới giao cho khách. Đây là khu vực để máy cộ lúa và những cái máy chở đất. Rồi, đây là cái khu mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha. Đây, những cái máy mình đang bảo dưỡng là mình làm đây hết.
mấy cái 60 làm lại mình để bên đó nha, hàng làm mới á. Đây là mang những cái máy ta bán rồi, khách ta mua hết rồi, giờ là bảo dưỡng thôi. Bảo dưỡng thì nhiều cấp độ, như ví dụ các bác muốn làm gì thì mình cứ yêu cầu mình làm nha. Rồi xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53. Địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng là cái Bệnh Nhi Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long á. Thì hỏi người ta Bệnh Nhi Đa Khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha. Cầu ông me lớn. Rồi cảm ơn mọi người nha.